Hồi nãy mình đã đang làm đến cái giai đoạn mà chúng ta ráng, chúng ta lấy tốt mỡ rồi. Các bạn lấy tốt mỡ ra để riêng và chúng ta cũng chừa lại khoảng chừng 3 muỗng canh mỡ nước. Chúng ta để lại. Còn lại cái mỡ đó chúng ta đặt lên bếp và chúng ta chiên cái phần thịt nắc cho nó vàng. Sau khi chúng ta đã chiên cái thịt nắc vàng rồi thì các bạn sẽ tiếp tục cho hành tây, hành tím, chúng ta phi cho vàng, cho tôm khô vào xào thơm. Kế đó là cho tất cả nước mắm, đường, bột ngọt, tiêu, ớt vào, chúng ta kho lửa nhỏ. Thời gian chúng ta kho để cho nước mắm này nó kẹo là khoảng 5 phút với lửa nhỏ. Cuối cùng các bạn xắt nhỏ cái phần hành lá các bạn cho vào và chúng ta tắt bếp để xuống. Rau hiện nay chúng ta có các loại như sau. Thứ nhất là các bạn có tế bầu, bông cải xanh, cà rốt, cải ngồng, bắp cải, bổ qua, chúng ta luộc lên. Khi luộc xong nhớ là đem ra ngâm ngay vào trong nước lạnh. Rồi kế đó là phải bày ra dĩa và các bạn bày cái món đó ra luôn. Khi mà các bạn luộc rau á, các bạn nhớ là chúng ta cho một miếng muối. Và chị Xuân có cho một cái miếng muối nhỏ nhỏ là chị Xuân có cho một chút đường vô nữa. Thì thật ra đường vô nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến vị đâu. Tại các bạn sẽ cho ít thôi, cho nửa muỗng cà phê thôi. Thì trong cái phần nước luộc này sẽ bổ sung vô là chúng ta cho vô nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê đường trong cái nước luộc này nha. Nguyên liệu mà nó lâu chín là cà rốt chúng ta cho vào trước. Để cho cà rốt nó sôi khoảng chừng từ 5 đến 10 phút nó mềm rồi chúng ta mới bắt đầu cho tiếp tục đến phần khổ qua, bầu sao, cải thìa, bắp cải và cuối cùng chúng ta mới cho bông cải vào. Cái món rau luộc kho quẹt này đối với người miền Nam thì quen lắm rồi, cho nên hầu hết là các bạn miền Nam làm thì nắm được cái cách làm của nó. Đối với cái nhóm các nhóm mà các bạn miền Bắc á, thì cái nhóm sau nhóm 7 làm là tốt. Nhóm 7 các bạn làm hình thức vậy là được, nhưng mà lửa hơi lớn. Khi mà em cho nước mắm với đường vào rồi á, vì cái lượng đường nó rất là nhiều, cho nên lửa cho nhỏ thôi, để cho nó đừng có bị tình trạng nó trở qua cái màu đen quá, chứ nó đừng có bị sắc lại quá nha em. Còn nhóm 6 á, các em cắt cái tốp mỡ á, nhỏ quá, nó phải đồng đều, tức là khi mà chiên xong ra cái tốp mỡ với lại cái thịt nắc á, nó phải gần gần như nhau á, chứ nó không có nhuyễn như thế này, nó phải là cục cục. Nhưng mà về cái lượng nước và cái vị là cả nhóm 6 và nhóm 7 đều làm tốt rồi. Về vị của các nhóm còn lại thì phần lớn là cũng tương đương với nhau. Riêng nhóm 4 các bạn làm sao mà bị thiếu cái vị của tiêu rồi. Cái kho quẹt bao giờ cái vị của tiêu cũng rất là nổi bật. Mà mình đập, thậm chí mình còn làm cái tiêu sọ mà đập bể á, để cho khi ăn người ta cắn một cái nhầm ngay cái cục tiêu nữa. Còn cái nhóm 4 này hầu như là tiêu đâu mất tiêu hết trơn. Quên bỏ mất rồi. Cái nhóm mà làm mà đẹp mà hình thức đẹp nhất á, là cái nhóm 3. Nhóm 3 các bạn cắt nguyên liệu vừa tóp mỡ vừa thịt nắc đồng đều, chiên cũng vừa, không có bị quá khô. Nhóm 5 các bạn chiên cái thịt nắc quá sức là giòn khô luôn. Và các bạn không có cắt que mà các bạn lại cắt mỏng là không được. Cái kho quẹt làm sao để khi người ta chấm á, người ta dít nó lên người ta ăn luôn được á. Còn cái này các bạn cắt cái miếng thịt nách mà nó bự vậy ăn rất là khó chấm. Nhóm 1 cũng vậy, cái phần thịt nách thì các bạn cắt que nhưng mà các bạn chiên lại chưa tới cho nên cục thịt nó còn bự quá. Cho nên khi ăn kho quẹt là nó phải hòa quyện với nhau chút xíu nữa, chứ còn nó bự quá vậy thì nó hơi lỗ nhổn, nhìn giống như là thịt kho quẹt chứ không phải là kho quẹt. Kho quẹt thì nó phải tất cả các nguyên liệu nó phải nhuyễn hơn. Về vị thì tất cả các bạn đều làm tốt hết. Cái phần ớt hiểm của mình bỏ vô là chủ yếu là để trang trí. Khi khách ăn, người ta nào thích ăn, mình sẽ múc cho người ta một cái trái ớt, chứ không phải là để cho nó tạo vị cay đâu. Cho nên các bạn đừng bầm ra khách ăn không được. Nhiều khách không ăn cay, ta ăn không được. Và khi bày, nhất khoát là phải để cái miếng ớt nằm lên trên, chứ đừng có cho ớt nằm phía dưới. Vì mình làm kiểng mà mình bỏ xuống dưới hết, nó không có tác dụng gì hết. Tất cả những cái nhóm này đều làm tốt. Rồi cảm ơn các bạn. Riêng nhóm 4 là trừ điểm nặng nữa. Cái thứ nhất là tiêu thì mùi không có. Cái nước đâu mất tiêu hết trơn rồi. Lấy cái gì chấm? Vớt toàn cái không? Các bạn để nước vào trong nồi. Món này ăn là phải có cái nước. Người ta chấm bằng cái nước, chứ không phải người ta chấm bằng cái. Và kho luộc làm sao mà 7 nhóm mà riêng có cái nhóm 4 này luộc đặc biệt nhất, cái màu đẹp nhất luôn. Màu nó vàng luôn vậy nè. Không có chấp nhận cái rau luộc mà có cái màu vàng này nha các bạn. Tôi nói đùa đó, chứ không phải đẹp đâu. Cái này là cái sai yêu cầu nè. Cái này dứt khoát là không được. Còn tất cả các màu sắc rau luộc của các nhóm đều đẹp. Nhóm này nhóm 3 hay nhóm 2? Nhóm 2 luộc màu rất là đẹp. Bày biện các thứ cũng đẹp. Nhóm 1 cũng đẹp.
Rồi cảm ơn.